Đó, lần đầu tiên thấy nè, em nghe nói hoài nên mới thấy. Ủa, mình đem từ đâu về ạ? À? Wow, cái núi cao luôn á hả? Rồi giác xuống hay sao anh? Hả? Phát xuống hả? Vừa mà. Ngồi xuống. Ồ. Oh. Đâu bây giờ đi chơi hay là đi đâu ấy? Đi chơi về ạ? À? Em còn nhớ anh không hả? Nó còn nhớ anh không? Hôm nọ vào ấy em với chị đâu đang may để không nhớ à? Hả? Không nhớ không? Thế thảo quà bác. Không nhớ á. Đâu về đấy? Đi lên trên thủy điện chơi về. Thế nào? Vâng. À, thảo quả khô hết rồi anh. Khô rồi. Sấy ở trên nương. Vâng. Nhưng mà mấy người đi thu hoạch ạ? À? Hai anh thôi chứ hả? Cái này sấy khô rồi không? Khô rồi. Mình bắt từ dưới đó xuống là bao xa mới tới ạ? À? Bao lâu mới tới anh? Ui, 2 tiếng. 2 tiếng đồng hồ hả? Dạ, phải men phải lên phòng khải tan bông không? Nhà sàn phòng khải. Đến thế nào đâu? Ừ, cứ đi cùng nhau. Hôm nay có trúng mùa không anh? Hả? Hôm nay có trúng mùa không ạ? Được thì phải phải khẩu có lên hả? Khoảng bao nhiêu? Hả? Được thì nó khoảng bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? Hơn 100 một ký hả? Ừ. Nhà em mua mắc hơn nữa. Nhà mua tới nhiêu đó mà đâu có thơm bằng gì đâu. Thì thơm quá trời luôn. Cái ghe trong tải tại vì wow. Thích lắm. Ủa rồi sao chở được bao thứ ba ạ? Thơm lắm. Gùi bằng cái này giống như ta gùi lá quế đó. Chứ không phải là trong cái gùi nhỏ nhỏ đâu. Bỏ chắc là bỏ nguyên cái bao vô đây gùi luôn á. Hôm bữa bà bán phở gùi cái gùi cứ xếp tùng lên mà đúng không? Gùi cái gì đó, gùi lá quế tùng. Cái này rất quê chưa thấy cái này chưa? Không có, ở dưới xu làm gì có. Đây này chị Huyên xem cái đường họ xuống kia. Đi vất vả. Đường mình đi xe máy thì không ăn thua gì, nhưng mà đường đi đấy mới là cơ. Cái này đi 2 tiếng mình mà đi chắc phải hơn. Đi đường trâu luôn ạ. Ừ. Thì ra lên trường dốc. Đúng phải vừa trơn trơn sau đây. Đi như trên trời luôn á. Gọi là đường lên trời đấy chị. Mọi người bảo đi 2 tiếng, mình phải là 3-4 tiếng. Còn hơn chứ nóng chạy nữa. Má ơi. Mà mình đi xe mà. Đây là đi đường này là đi khó làm chạy rồi, đoạn này. Ủa anh chị, anh gùi được mấy cái bao này, một bao mới chơi, không lẽ anh gùi được 2 bao? Một bao thôi. Ờ, một bao là xỉu rồi. Đúng rồi, giờ nhất chỉ gùi được 30 cân mà. 30 cân thôi. Ok, chắc chắn gùi dũ. Trong cái này, có lời không anh? 30 cân à. Có lời nhiều không? Nhiều ấy. Lãi nhiều có không? Mà hơi vất vả một xíu thôi ha. Vất vả nhiều chứ. Qua cái cửa tự nhiên nhé. Dạ. Ôi, chị trời đó hờ. Qua cửa thì có tâm. Cái mượn cái này. Ê, chụp với chị mua hình như cái này nhá. Chị đeo lên. Chị gùi một bao thảo quả cho nào. Nó không gùi nổi đâu, hết sức rồi. Chị gùi từ đây đi đâu. Hả? Ủa Nguyên hả? Nguyên với Tuyên anh hả Tuyên? Anh gọi mà, không gọi được. Ơ thế quen nhau à? Ơ mà em ấy làm mà. Ủa em không nhận ra hả? Ờ, không. Ủa muốn tiêu? Chưa, chờ chị xíu đi. Em đi trước đi. Ô không đi được rồi chứ. Anh đi một xe này đã còn không đi xuống được rồi. Mà cứ nuôi vậy à? Hả? Để ý nhá. Tổ mày tao. Tổ mày đá. Rồi, đây luôn. Đây là chương trình đi đi họ ra. Đùa nha. Đừng có đùa nhá. Đi được không đây?
Đây con chú thì đi này thôi. Lại ôm ba tiếp à? Ôm dù, ba thảo quả bây giờ lại ôm ba tiếp. Cẩn thận cái váy nhá. Wow. Đi, tí hả đơn, đuôi nha. Đó, mời các bạn xem đây là chương trình chở thảo quả về nhà. Đó là đã dắt bộ trên núi xuống 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ chỉ chở về thôi. Đó, rất là nguy hiểm, sao anh cua đừng không biết nữa. Chị cẩn thận nha, chậm chậm thêm. Từng tùm luôn rồi, cái cảnh này nó mới độc rồi em. Xa không anh? Xa không? Về nhà bao lâu mới tới nhà? Hả? Xa lắm hả? Tới chỗ người Dao hay người Mông? Người Mông hả? Không có người hả? Không, bây giờ nhà em ở đâu á? À, dưới thủy điện hả? À, dưới thủy điện là có xa lắm không em? À cụ xa không em? Chứ chị là chị hơi chóng mặt. Chị hơi chóng mặt rồi đó. Chị còn trông tới hơi ảnh nữa. Thằng Tùng mà nó quay cái cảnh này nó cười chết luôn. Một năm mà được mấy bao như vậy? Mấy chục bao? Nhiều là 10 bao hả? 20 bao hả? Chắc là dừng lại xíu đi cho chị ngồi lại đi. À, cho chị dừng nha, chị ngồi vậy chị chóng mặt. Cho chị dừng xíu. Đúng rồi, cho em đi trước đi, em đi trước chị ơi. Rồi đi trước đi, rồi đi đi, chạy theo, chạy đi. Ở đây ngồi đi xa mà còn nghe mùi thơm của thảo quả đó. Thơm chứ.
là cùng một nhà hết đấy. Ừ, cùng một nhà đó. Đợt nọ em vào nhà thì chỉ có mỗi con bé kia với chị dâu của nó thôi, chắc là vợ anh kia và anh đầu tiên kìa. Ồ, mình dừng đấy. Giờ là bớt đường xấu rồi phải không em? Hay là bớt còn một đoạn thôi. Một đoạn thôi ha. Vẫn còn đường xấu hả? Đúng rồi. Chị không nhớ nữa. Không, không nhớ. Giờ xin bắt Tùng Tây Bắc. Cái đoạn không bắt quay được mình rồi. Là vì ai được xem. Đoạn này là vừa rồi, sắp được rồi. Mình còn muốn xíu nữa. Anh cỡ ba ba một sao trời. Ôi. Anh cái nhà này nhà tập thể nè. Nhà tập thể bị trôi á, bị cuốn trôi á. Trong những cái láng đó các bạn, như cái láng mà bán phở ở đó, các bạn có thấy cái lò sấy đó, cái láng nào cũng có cái lò sấy đó, người ta sấy cho nó khô rồi người ta mới trở về như thế này, cho nên là mất cả tuần đó, cả tuần mà được chỉ có 3 bao như thế này thôi, rất là vất vả. Cho nên là những cái chiếc xe á, người ta như hồi nãy các bạn thấy không, xe dựng đó rất là nhiều, người ta dựng đó rồi người ta đi lên rừng bỏ xe đó cả tuần cũng không ai lấy. Còn gia đình anh Mai anh Cấu á thì lại đi bộ qua sông qua suối nhiều quá. Không biết là gia đình này trên núi cao chắc là không có suối hả? Chứ không qua suối như là gia đình anh Mai anh Cấu ở trên Nọc Chày. Mà giờ ở đây là Nọc Tha. Hồi xưa này toàn đi bộ thôi chị ơi. Cũng thuộc huyện Văn Bàn thôi. Nhưng mà ở đây thì còn được đi xe một đoạn như thế này.
rớt trúng cái cây nó rớt trúng cái camera GoPro của bà áo phở, thật là kinh khủng. GoPro đã hết thể nhớ rồi. GoPro hết thể nhớ. Và bây giờ khoảng bao xa nữa là tới cái chỗ nhà của ảnh hả em? Tầm gần 2 cây thôi. À, gần 2 cây thôi. Thì chắc chừng 10 phút nữa thôi ha. Vâng. Này là bà bán phở cầm cái iPhone quay thì lại không có gimbal. Thể nhớ thì cũng không kịp thay. Mà thể nhớ thì Cường cũng giữ rồi. Dừng lại mà thay thì ảnh cũng đi luôn rồi. Cho nên là bà bán phở quay bằng iPhone nó hơi bị rung. Cũng sắp tới rồi các bạn ạ. Đây là cái hành trình mà người ta chở thảo quả từ rừng về. Không phải từ rừng về đâu, từ người ta đã xuống núi rồi đó. Tại vì như các bạn biết á, thảo quả là một cái loại cây rất là đặc biệt. Nó chỉ sống ở trên vùng núi cao. Không, nói như vậy cũng không đúng. Nó chỉ sống ở cái nơi mà có khí hậu á, là ẩm thấp và mát lạnh. Mát thật mát lạnh, nhưng mà phải ẩm thấp chứ mà khô hanh nó cũng không có sống được. Đó là đặc điểm của cái cây thảo quả. Mà những cái nơi như vậy thì chỉ có trên núi cao thôi.
giống như lúc bầu ông Phở đi rừng Thảo Quả, hỏi anh Ma là anh ơi rừng Thảo Quả ở đâu anh, anh nói ở trên mây á, bầu ông Phở nghe trên mây á là bầu ông Phở khoái nữa chứ, khoái mây mà, đâu có nghĩ là mây là ở trên núi cao, trên đỉnh núi mới có mây đâu. Ô mày anh ơi, trời leo núi thấy bà luôn. Anh Ma là leo đi rừng á là 2 tiếng rưỡi 3 tiếng là tới. Bữa bà bán phở đi 6 tiếng hay 8 tiếng ta, quên rồi. Đó, kinh khủng khiếp. Nhưng mà cái đường dốc nó cũng là leo hoài thôi. Còn hồi nãy á, cái đường dốc đó, trời ơi, nó vẫn đứng luôn á. Nó đứng hơn 45 độ. Trời ơi, gì mà không biết làm sao người ta có thể đi được. Đi lên rồi không nói nữa, rồi còn vác một cái bao thảo quả như vậy, gùi một cái bao thảo quả như vậy đi về. Đúng là ai đây là người Hồng Mông hay là người Dao hay người Tày em? Không. Những người trồng thảo quả này nè. Người Mông. Người Mông luôn hả? Vâng. Đúng là chỉ có người Hồng Mông mới trị được những cái nơi vùng núi cao sâu thẳm như thế này. Mong quá đặc biệt các bạn ha. Hỏi xem ông bà sau có bán lẻ không đó. Bán thảo quả lẻ. Ra nó lẻ bao thôi chứ còn người ta còn thu hoạch nữa mà đúng không? Vâng. Rồi mình cứ tới mình tới nhà luôn đi. Đi nhà mình muốn họ mua vài ký. Nhà thì qua cái suối mà hôm nay em chỉ là đợt trước em cũng được làm ấy. Nó lên nhà hơi khó đấy. Vậy hả? Vâng. Thank you.
khỏi ra vườn người ta. Khỏi là à, khỏi vào vườn á hả? Ồ hay ha. Là hai kia chơi giật giật ha. Ờ nó đâu có đi vô vườn được ha. Hay hay. Trời bà con có nhiều cái sáng tạo thông minh ghê. Có bán cái lẻ luôn không anh? Hả? Muốn mua vài ký có được không? Cái chú bé bán vậy? Ờ, à, muốn mua được không? Có. À. Có phải không? Muốn mua vài ký được phải không anh? Mua mới biết có bao tới nhà chứ ạ? Bán dạ. Lẻ, chị cô ấy muốn mua lẻ. Muốn mua mấy ký được không ạ? À? Tại em bán phở. Dạ. Chưa hết nhưng mà em cần thì canh lô cho 4 con đi. À dạ. Ồ, cô với bé là lên hồi nào? Là hôm nay mới đi lên phải không cưng? Hôm nay mới đi lên, đi xe chở lên đúng không? À, còn mấy anh là đi một tuần rồi lấy xe về, không có cần để xe lại như người ta. Ủa, nhà bên đây luôn hả? Hả? Bên kia, bên kia. À. Có cầu. À. Này sĩ có khá khá mà. Xem nó. Qua được bao nhiêu cân em? Bao nhiêu một cân ạ? À? Kỷ niệm đó anh, em cảm ơn anh nha. Có chỉ cái con thóc thì hát chỉ cái con rồi. Thằng hai. Này chắc này từ gửi đâu đây. Đấy bán đi chỗ lẻ cho cô ơi. Cân đi, mình cân đi, mình cân. Chỗ chắc được 3 cân đấy. 3 cân một kịch. Mấy sát mình cân của ông sửa. 3 cân rưỡi, 3 cân á. 3 cân 140 là 420. Không cân rồi đây, nếu cân 120 thôi. Nói chung không biết, bà bán phở là mua 500 ngàn thì còn bao nhiêu cũng được hết trơn á, không sao. Mình sấy bao lâu nó khô anh? Mình sấy bao lâu thì nó khô ạ? À? Lâu là một ngày không? Ui, 3 ngày 3 đêm. Ôi, 3 ngày 3 đêm mới khô. Ờ, mới khô. Vậy ban đêm không ngủ hay sao? Ban đêm thì sủa bếp liên tục. Ban đêm thì sao? Sủa bếp liên tục. Sửa bếp liên tục. Vậy là anh ban đêm không ngủ hả? Ủa, không cần ngủ đâu. Ghê vậy? Coi như là kết thúc cái hành trình bà bán phở chạy theo. Nhưng xe mà, Thảo Quả về rồi các bạn nha.
Bà bán phở xin tạm dừng cái video ở đây ha. Rồi 490 rồi. 490.000. 3 kg 49. Thôi coi như 500.000. Mời các bạn tới quán phở Hai Thiện ở 14 Mùa Việt để thưởng thức những mùa phở này nha. Xin nhờ. Ký nhận cho người nha. Dạ đúng rồi. Em đi gửi anh luôn. Xin nhờ. Dạ. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn cô. Và cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.